IG. Cũng bị sai à. Hay là LIG, LIG. Chắc là LIG. LIG phải mua hôm vừa giờ thì mới mua được. Chứ bây giờ nó trần thế này làm sao mà mua được. Nó từ cái nền sau rồi thì nền sau thì em đánh giá nó không cao lắm. Cây này mà là cái cây dưới này này, cây chỗ này này thì ok mua luôn được. Hôm sau mua luôn được được. Đấy. Còn ở cái cây, thực ra ở cây này hôm trước luôn khách hàng của em là cũng không cho anh em mua đâu. Cho anh em có hàng cứ nắm thôi. Hôm trước em biết con này lúc đấy nó tăng chưa trần mà lúc đấy nó chỉ tầm giá 5.6 thì thôi. Vì con này là nhịp trước là anh em ăn một lần rồi. Ở đây cái lệnh LIG đây. Đã một lần nên là vẫn trong cái list theo dõi của em. Đây này. Mua từ giá 4.1 cơ. Mua từ đầu tháng 5 cơ, mùng 10 tháng 5 cơ. Chỗ này này. Đây. Sau cái cây break vô đầu tiên là ngày mùng 9 này, mùng 8 này. Đấy. Mùng 9 này. Nó điều chỉnh này đến mùng 10 này ổn định trở lại là cho mua này. Nó cũng ăn được rồi, ăn được một nhịp rồi. Bán chắc tầm mấy chục phần trăm, ngắn hạn nó bán hết rồi, không quay lại nữa. Quanh chỗ này thôi, 25% thôi. Còn một số anh em vẫn giữ, một số anh em trong group khách hàng vẫn giữ. Mình em có nói những cái mã kiểu như này đấy, thì anh em nắm dài hạn vẫn thoải mái, không sợ gì cả. Ngắn hạn thì anh em bán được nhưng mà dài hạn anh em vẫn thoải mái này, cứ đi nền nó lại đi lên mà. Có nói cái gì trước rồi, nhịp trước có nói với anh em rồi là hồi tháng 5 thì anh em có cần sợ sợ đúng không? Bắt đầu đến giữa tháng 6 đến cuối tháng 6 là bắt đầu là anh em nào cũng hô siêu sóng siêu uptrend đúng không? Thì trước có nói với mọi người rồi đúng không? Cái thời điểm mà ban đầu ấy mới là cái thời điểm ngon nhất mà chúng ta mua. Mà khi mà nhiều anh em hô sợ cho uptrend hay là siêu sóng và các thứ rồi lúc đó thì lại không còn ngon nữa đâu. Có thể nó vẫn có tăng tiếp nhưng mà nó không là cái thời điểm ngon nhất nữa. Cái thời điểm mà ngon nhất nói với anh em cái này gần 2 tháng rồi. Nói nhớ lại anh em rồi, múc nọ múc kia là nói rất nhiều rồi. Lúc đó mới thời điểm ngon chúng ta. Lúc đó mới là siêu kiếm tiền. Còn bây giờ là cơ hội thì vẫn còn nhưng mà nó không nhiều như vậy nữa nhé, không nhiều và nó khó khăn hơn nhiều rồi, không ngon như nhịp trước đâu, nhịp trước là ngon hơn nhiều. Nên là nhịp này cho anh em bớt lại chút, bớt hưng phấn lại. Nhịp trước anh em múc nhiều lắm, anh em cho đúng khách hàng làm lại thì biết múc nhiều cái cục luôn, lúc đó mới là lúc siêu kiếm tiền anh em nhé. Đây này, show cho anh em mấy cái ảnh. Quay đi quay lại. Đây. Cái này chụp lâu rồi nhá. Cái này chắc phải tầm gần 2 tháng rồi đấy. À không, không được 2 tháng. Từ đầu tháng 5. Hôm 30 tháng 1 tháng 5 xong là làm mấy cái view này. Có phải không nhỉ? Đây là anh em cứ bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Bây giờ ngoài người ta hô siêu kiếm tiền thì anh em cứ bình tĩnh thôi nha. Ông nào sợ bắt đáy tính sang một bên này, múc này, săn penny này, cơ hội 2 năm có một này. Đó, tại sao này, các kiểu này. Cơ hội 2 năm có một là lúc nào này? Ngày 27 tháng 4 này, đúng không? 2 tháng rồi, đúng 2 tháng. Trước nghỉ lễ luôn. Cơ hội 2 năm có một này. Hay là ông nào sợ bắt đáy à? Ông nào sợ bắt đáy là ngày YouTube nó làm tròn, mình nhìn bên dưới này 25 tháng 4 này, 2 tháng, đúng 2 tháng. Hôm nay là 24 tháng 6. Tròn 2 tháng trời là hô anh em múc ha. Đúng không? Đấy mới là cái thời điểm siêu kiếm tiền anh em nhé. Đánh không múc tím đừng sầu. Vì trong cái tháng 5, tháng 6 vừa qua thì lợi nhuận của room em lại thì anh em là múc tốt, lân chuyển tiền tốt ấy, thì có thể là lợi nhuận được tầm 30-40% bình thường nhé. Đây này,
hay là đánh không bốc tím đường sầu này thì là ngày 24 tháng 4 này đúng không ạ, 2 tháng rồi đúng, 2 tháng rồi, hay là mốc miệt mài này đúng không, mốc miệt mài là cũng 26 tháng 4 đúng không, đã công chiếu 26 tháng 4 này cũng tầm 2 tháng. Bạn có biết siêu cổ phiếu đúng không, tạo nên siêu cổ phiếu đấy cũng 26 tháng 4 đúng không? À đâu, 23 tháng 4 đấy, tầm 2 tháng trước này. Hô em nhiều lắm. Sun Penny này cũng không nhiều xem người xem lắm đâu, 500 600 người xem 27 tháng 4. Tại sao siêu cổ phiếu này à, tại sao à, dòng tiền tạo nên siêu cổ phiếu này, tại sao cổ phiếu này tăng bất chấp thị trường này, lúc đó thị trường nó chưa 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 uptrend đâu anh em nhá, lúc đấy thị trường nó vẫn sideways khó chịu lắm, nhiều người còn hô sập ấy. Cái 2 tháng này anh em biết lúc đó đã có xuất hiện tín hiệu của những cổ phiếu ngon rồi, ngày này 22 tháng 4 này. Đó, bây giờ người ta hô strong uptrend với lại siêu cổ phiếu siêu kiếm tiền thì nó hơi muộn rồi. Cổ phiếu thì vẫn có nhưng mà là nó không còn ngon đâu, không còn dễ ăn như trước đâu. Và lúc mà nó mập mờ ấy thì anh em mới dễ ăn. Lúc mà thị trường nó sideways ấy, nếu anh em nhìn về chart daily của VN-Index ấy, tất cả những cổ phiếu kiểu như như LIG này này, anh em thấy được cái chỗ này này. Toàn là thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 hết nhá. Anh em đánh được là hiện tại thì nó bắt đầu nó tăng nhịp thứ hai rồi. Nếu mà nói về 2 tháng trước là nó quanh quanh chỗ này này. Đúng không? Đây này, 26 27 tháng 4 này, 25 tháng 4 này. Anh em thấy có đúng đáy không? Đúng đáy thôi, anh em đúng cái đáy này luôn này. Em bốc được, nếu mà những cổ phiếu mà tăng tốt 20 30% từ giai đoạn đó đến bây giờ là chuyện cực kỳ là bình thường nhé. Quá bình thường luôn. Có những cổ phiếu mà nó tăng 60 70 80%. Nếu mà anh em may mắn. May mắn ăn được cổ ngon, còn bình thường nó phải được đúng với chiến lược phải được tầm 20% là bình thường. Gọi là hơi khiêm tốn đấy, còn nắm được đúng 2 tháng thì lợi nhuận nó phải tầm 30% là trung bình, thì thị trường nó lên một cái nhịp cũng 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 khỏe rồi. Bảy phần trăm mà được khoảng tầm 30%, 20% là tăng gấp 3 thị trường. VEF tăng sau tăng đi nền mấy tuần rồi, mua test được anh em, nhưng con này muốn đi nhỏ thôi. Một phiên nó có được 2.500 cổ này, được có 200 triệu nên là mua cà phê thôi nhá. Chia sẻ với anh em con này là thì bây giờ mới nói tiện anh em hỏi nói đây nhá, nhịp trước em mua được ở đây này, mua được có 300 cổ thôi đánh cà phê. Đấy. 300 cổ lúc đó là 3 1 1 cổ nó là 100 cổ là 7 triệu, 3 cổ 20 triệu. 20 triệu bán ở trên này. Bán được lợi gần như nôi luôn. Đấy. Cái ảnh đâu nhỉ? Tiện nói đây. Con này không chia sẻ với luôn khách hàng vì nó ít quá, thanh khoản nó có lúc đó nó có tí 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 này. Một phiên nó có mấy chục triệu à mấy trăm triệu này và khối lượng giao dịch nó ít lắm vì cái thị giá nó lớn nên là cái giá trị thì nó lớn như vậy nhưng mà cái khối lượng nó tí tí này, có mấy trăm cổ này cũng hơi khó báo anh em mua. Đâu là cái ảnh đâu này, nói lại mới nhớ đấy. HDC anh em like ủng hộ xem đại nhá. Chưa like thì like gọi cho em nhé. Nhớ cái thời 30 tháng 4 1 tháng 5 là hô anh em kinh khủng.
lọc ra một dãy cổ phiếu rồi bán báo cho anh em. À đây. Đấy. Bán hồi 2 tháng 5. Bán 300 cổ. 2 tháng 5 đâu. Đây, bán hôm nay. Bán lúc nó cao cao ấy. Không phải bán ra thấp nhất đâu, cái quanh chỗ này này. 140 gì đó. Mua tầm 72 73. 72 73 74 gì đó, gần nhân đôi. Được 20 triệu. Mấy anh em trong room mà không thấy báo, không thấy báo anh em mua tại nó ít quá, thanh khoản có mấy trăm cổ một phiên này, báo anh em mua thì lỡ nó xấu cái nó kẹt thì lại khó nói luôn. Cũng xác định em đánh cà phê thôi. Anh chị Như Hứa DXS mua mới được không? DXS đợi chỉnh nhé. Đợi nó lại gáp vào đi. 8.7, 8.8 thì họ mua đánh tỷ trọng nhỏ và đánh tay cộng. IGC có mua được không? Anh Trần Văn Hiệu, Trần Văn Hiếu. IGC Trần Văn, anh Trần Văn Hiệu. Theo em là không nên mua. Đợi chỉnh thôi anh nhá. Mua test quanh vùng giá 15 tỷ trọng nhỏ. Đấy, tôi cứ thuyết phục. Hút thế nào. Nhìn chung cái form này nói em lâu lắm rồi, bây giờ thì số lượng gần như là hết rồi, hiếm lắm rồi. Form trước là anh em cứ canh form, canh form anh em mua, canh form đẹp là mua, chỉ cần form đẹp là mua. Bây giờ cái form ấy nó vãn rồi, bây giờ nó form nữa thì nó lại điều kiện thị trường nó lại khó tăng hơn. Nhịp trước là nó về index, nó về vùng đáy đúng không, về vùng đáy ngắn hạn, đây là thị trường chung nó lên cái là dòng tiền nó đổ vào, nó tăng rất nhanh. Và thêm nữa là nhịp đó là nó còn ít. Đó, có ít, có không phải là tức là nhiều người ít ít người biết đến và nó sẽ tăng từng lớp một, nên là anh em còn đang nghi ngờ ấy thì nó tăng vẫn tiếp tục có tăng, còn bây giờ là nhiều cổ phiếu nó lên lắm rồi nên là sẽ khó. Hút thế nào anh ơi? Hút thì vẫn ok nhá, hút vẫn ok, giữ vẫn ok, còn mua mới thì phải đợi chỉnh lại, chỉnh về 19 thì mua, còn nắm giữ vẫn ok, con này cũng từ nền đi lên cũng tốt đấy, tích lũy khá tốt này, tích lũy được nhưng mà không quá mạnh, nhưng mà cũng tạm ổn. Nó còn một cái cản này nên khả năng nó vẫn vượt, khả năng vượt được rất cao. Nhờ em chăm giúp chiều giữ gạch mua 196, 196, 196 là mua breakout cái này. Theo em thì đánh tê thôi nhá, xanh thiết thì bán đi, bán dần đi. Vị thế chỉ là anh T thì anh em chỉ anh T thôi nhé. Nó đang quá cao rồi, anh em vào nhanh nhanh thôi. Giống như em mấy cái phiên vừa qua này, cứ PVD các kiểu đấy. Vào nhanh ra nhanh, mua ở đây là bán luôn. Hàng về là bán luôn, 5%, 6% cũng bán. Dabaco. Vào từ cây này cũng kiểu cây như con gách đấy. Tích lũy xong cây breakout lên đấy. Cũng được 5-6% cũng té. Vị thế chúng ta không tốt nên là chúng ta có thì là có lời thì chúng ta bán thôi. Em vẫn báo khách hàng xác định ngay từ đầu này, lời ít còn khi còn còn tốt hơn là chúng ta lỗ. QDI mua giá mấy? QDI mùng nền đang mùng nền này, canh mua quanh mùng này được nhá, mua từ 13.3 đến mùng 13, quanh quanh 13.1, 13.3 rồi đó, mua trước một phần. Hôm em mới mua con này, hiện tại nó hòa vốn, mua từ cây này, hàng chưa về, chiều thứ hai mới về.
KHG mua mới được không? Và KDH. Không được thì tháng, không được thì tuần này KDH thì có thể nó còn một cái nhịp tăng. Tăng nhẹ thôi. Không tháng, không tuần này có một cái cản quanh cái vùng giá 33. Hiện tại đang 31, 5 và 46 thì dư địa nó hơi ngắn. Theo em thì phải đợi chỉnh giá lại nhé. Vùng 31, 31, 30.8 gì đó thì mua chứ, mua một ít thôi. Em đánh giá cũng không cao. Đánh giá không có cao này. Ok ạ, thì hiện tại thì đã livestream được một tiếng rưỡi rồi, thì hôm nay thì xin phép anh em dừng lại đây nhá. Cũng là cuối tuần nên là cũng cố gắng lên trò chuyện cùng với anh chị một chút, vì chiều nay cũng livestream cũng 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng rồi. Bây giờ là livestream 1 tiếng rưỡi cho những anh em là buổi chiều chưa giao lưu được. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ đợi chỉnh một chút nhé, 33.5 và 33.6 anh em mua trước một phần, 33.5 và 33.8 gì đó mua trước một phần. Cái này thì nó có một cái cản coi 36, 37 nên là dư địa trong ngắn hạn nó không được lớn lắm. Cái nền cản mạnh nữa đây, con này nó không được đẹp bằng cái con đạn Cà Mau. Đạn Cà Mau thì nó đẹp hơn, nền nó đi lâu hơn và cái dòng tiền nó tốt hơn, và kể cả DGC nó mạnh hơn. Thì theo em nếu mà chỉnh thì anh mua hai cái con DGC với con đạn Cà Mau thì nó ok hơn, nó khỏe hơn, dòng tiền tham gia nó quyết liệt hơn, nói nôm na là ý chí của lái nó đánh nó mạnh hơn. Đấy, anh em có nhìn cái bước giá đầu tiên này này, bước giá đầu tiên đánh mạnh thì khả năng là tiền nó vào mạnh, đánh mạnh, nhưng mà cái này phải chỉnh mới mua được, phải chỉnh về 61, 61 là mua được. Đấy. Nếu mà ba con hóa chất, nói về hóa chất thì con lát cũng là một con mà nói với anh em lâu lắm rồi, nên anh em theo dõi em Đại từ đây thôi, từ đây này lợi nhuận hiện tại cũng được 20% rồi. Nói về hóa chất thì lát nó chạy trước đầu tiên. Ok, cảm ơn anh em nhé, cảm ơn 59 anh chị đã like của em Đại, cảm ơn 38 anh chị vẫn còn đang xem. Hẹn gặp lại anh chị em vào những khung giờ livestream tiếp theo em nhá, cảm ơn anh em rất là nhiều.